Trong anime Defender, để có thể giành chiến thắng trước bất kỳ màn chơi nào thì việc sử dụng những unit có sức mạnh cao là điều tất yếu phải có. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn vẫn không thể nào bỏ qua được công sức của những unit hỗ trợ đã góp phần khiến cho màn chơi của bạn trở nên dễ hơn được. Vì thế cho nên để cho tri ân tất cả những unit hỗ trợ trong tựa game này, hôm nay chúng ta hãy cùng xếp hạng toàn bộ những unit hỗ trợ trong anime Defender nhé. Và lưu ý trước khi xem thì video này là một video xếp hạng hỗ trợ chứ không phải là xếp hạng sức mạnh của các unit, nên vì thế mà tụi mình sẽ đánh giá dựa trên khả năng hỗ trợ của tụi nó chứ không phải là sức mạnh đâu nha. Vì thế cho nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Để đi mình lót, đầu tiên thì ta sẽ nói đến con unit support có thể được xem là tốt nhất hiện nay. Mình biết là trong những video trước thì mình đã nói là con này nó quá là tệ và mình chơi nó không còn mặt mũi nào luôn. Nhưng mà đó là do mình xếp hạng nó với mấy con đam to và mấy con thuộc dạng unit secret và mấy con thuộc dạng gọi là thuần đam, cho nên là tất nhiên nó phải thua thiệt những con unit đó rồi. Chứ còn bây giờ thì khi The Demon Lord đã được về đúng vị trí của nó là vai trò hỗ trợ thì ta lại phải đánh giá nó theo một cách khác. Bởi vì đây là một unit hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời khi nó có thể gia tăng khả năng gây xuất huyết cho những unit đồng minh và giúp cho tụi nó có thể gây thêm 50% chí mạng mỗi khi gây xuất huyết là mục tiêu của chúng. Và vì như thế cho nên là bạn có thể thấy rằng đây là một unit hỗ trợ rất là tuyệt vời, đặc biệt nó lại là một unit secret free to play cực kỳ dễ tìm nữa, nên vì thế mà tất nhiên mình sẽ để cho nó ở hạng S với không một chút chần chừ nào hết. Pin Rockstar. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến con unit quan trọng nhất trong cái game này. Bạn có thể không sở hữu được những con xịn sò giống như là Gojo hay là Sung Jin Woo trong kho, hoặc là những con secret khác, nhưng mà bắt buộc con Pin Rockstar này là con mà bạn phải nhất định phải có trong kho đồ của mình. Tại vì nếu thiếu sự hỗ trợ của nó thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ chơi game một cách trơn tru và mượt mà được đâu nha. Người ta nói là nếu gặp cái thứ gì mà nó khó quá thì hãy dùng tiền để mà bôi trơn, thì cái con Pin Rockstar này nó đúng là như vậy. Bởi vì lượng tiền mà nó mang về cho bạn là rất lớn. Mặc dù là sau mỗi quay thì nó mới đem tiền về cho bạn một lần, nhưng mà dù là vậy thì để bạn có thể thoải mái chơi game mà không cần thiếu tiền nâng cấp hay mua unit rồi. Cơ mà đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà con unit này có thể làm được. Bởi lẽ nó còn có thể tăng đam cho cái unit đồng minh xung quanh nó lên đến 20%. Vậy là nó vừa tăng đam mà vừa có tiền. Một con unit support tuyệt vời như thế thì tất nhiên là rất xứng đáng để nằm ở hàng Godly rồi đúng không? Bởi vì nếu không sở hữu được nó thì bạn sẽ khó mà chơi game lắm đó. Blimmer cũng là một unit farm tiền giống như là con Pin Rockstar hồi nãy. Cơ mà con này thì nó gà hơn một tí tại vì nó không có tăng đam cho cái unit đồng minh xung quanh. Nhưng mà được cái là con Blimmer này nó có giá thành rất là rẻ và lượng tiền mà nó mang về cho bạn sau mỗi quay cũng rất là cao. Cao hơn con Pin Rockstar một chút là 500 tiền. Tuy nhiên, cái việc mà nó không thể bút đam cho unit đồng minh thật sự sẽ là một cái thiếu sót rất lớn khiến cho nó thua kém Pin Rockstar rất nhiều. Bởi vì dù có tăng tiền nhiều thì tới một thời điểm nào đó bạn cũng sẽ không cần đến số tiền đó nữa, vì tất cả những unit cuối cùng cũng sẽ được nâng cấp full. Vì thế cho nên là không có lý do gì để bạn có thể sử dụng mấy con Blimmer này nữa. Vì vậy cho nên việc thay thế Blimmer bằng Pin Rockstar là một điều hoàn toàn không cần thiết. Bởi lẽ khả năng tăng đam cho cái unit đồng minh của Pin Rockstar sẽ rất có lợi về sau này khi bạn không cần sử dụng đến năng lực bút tiền của nó nữa. Nhưng mà dù vậy thì con Blimmer này vẫn xài rất tốt cho mấy bạn mới chơi game đó nha. Nên vì thế mà mình sẽ để Blimmer ở hạng B nhé. Còn lý do vì sao mà lại hạng B chứ không phải là hạng A thì ngay sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn biết nhé. Pin Demon Witch. Đây chính là lý do vì sao mà con Blimmer lại bị đẩy xuống hạng B mà không phải là hạng A. Lý do là vì con unit mythical mới này là một con farm tiền quá là hiệu quả so với tất cả những con farm tiền đã từng xuất hiện trong tựa game này. Khác với cả Pin Rockstar lẫn Blimmer, tụi nó chỉ có thể mang tiền về cho bạn sau mỗi quay, thì Pin Demon Witch này nó sẽ mang tiền về cho bạn sau mỗi 30 giây. Mặc dù là ở thời điểm đầu game thì 30 giây là một khoảng thời gian quá lâu so với một quay đấu. Tuy nhiên, khi bạn đã bước đến quay thứ 10 thì Pin Demon Witch sẽ là một công cụ kiếm tiền cực kỳ hiệu quả đấy nhé. Và tất nhiên là con Pin Demon Witch này sẽ không phù hợp với những map chỉ giới hạn cho 15 quay rồi. Cơ mà điều thú vị là trong những map giới hạn đó thì chúng ta cũng không cần một con farm tiền nào hết. Ngoài ra thì những con unit này có một cơ chế rất là thú vị khi nó sẽ khiến cho tất cả những kẻ địch bị ảnh hưởng bởi khả năng rút tiền của nó trở nên chậm chạp ngay lập tức. Vì thế cho nên mà có thể thấy rằng Pin Demon Witch thực sự là một unit farm tiền hỗ trợ rất là xịn sò. Cơ mà mình vẫn đánh giá cao cái khả năng bóp sức mạnh của Pin Rockstar hơn. Cho nên chính vì lý do này mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ để phù thủy học này ở hạng A thôi nhé. Ice Dragon. Đây là một unit hỗ trợ cực kỳ ngon trong bản cập nhật thứ 3 trước đó. Và mình phải nói rằng nó có một sức mạnh mà không phải ai cũng có thể sở hữu được. Cho tới thời điểm hiện tại thì đây là con unit duy nhất có thể làm được điều này. Khi mỗi lần mà nó tấn công thì con rồng băng giá này sẽ ngay lập tức đông cứng kẻ địch lại trong vài giây. Mặc dù là những kẻ địch bị đóng băng sẽ có thể bị miễn nhiễm trong một đoạn tiếp theo, nhưng mà chỉ như đó thôi là đã quá đủ để ta có thể thấy được rằng con unit rồng này thật sự quá là xịn sò rồi. Và đó mới chỉ khi nó là con Ice Dragon mà thôi. Khi bạn nâng cấp nó lên thành Ice Dragon Queen thì sức mạnh thật sự của con unit này mới được hé lộ, khi nó có thể gây đam cực kỳ to và thậm chí là AoE toàn phần với tầm cực kỳ rộng. Từ đây mà ta có thể thấy rằng con unit này thật sự có thể làm choáng toàn bản đồ chỉ với một lần tấn công của nó, nên nếu như bạn đặt nó đúng chỗ. Vì vậy cho nên mà với sức mạnh bá đạo như thế này thì mình nghĩ rằng ta sẽ phải để Ice ở hạng Godly rồi đấy đúng không? Donut Warrior. Trước khi có sự xuất hiện của Ice Dragon thì Donut Warrior thực sự là một con unit hỗ trợ mà người người nhà nhà đều mê mẩn nó.
vì khả năng làm chậm cái diện rộng quá là bá. Bên cạnh đó thì sức mạnh của nó cũng gọi là khó có unit hỗ trợ nào sánh bằng được kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên bây giờ khi có quá nhiều unit hỗ trợ mới được ra mắt với nhiều cơ chế xịn sò và mạnh hơn thì bây giờ sức mạnh của Donut Warrior đã bị suy giảm rõ rệt và có thể nói là nó đã meta rồi. Cơ mà dù vậy thì mình thấy rằng đây vẫn là một con unit vừa với giá tiền của bất kỳ ai và thực chất thì nó cũng không tệ tới vậy. Đôi khi mình cũng phải dùng Donut Master để direct thay vì những unit khác. Cơ mà phải thừa nhận là cái khả năng đóng băng của Ice Dragon thực sự quá là bá đạo. Nên vì thế mà nếu như có Ice Dragon trong kho đồ rồi thì mình nghĩ là Donut Master cũng không cần thiết lắm. Đặc biệt là khi bây giờ con Ice Dragon Queen dễ kiếm hơn là con Donut Master rất nhiều, bởi vì Donut Master là một unit limited và nó chỉ xuất hiện ở bản cập nhật thứ hai. Còn bây giờ thì bạn sẽ phải săn nó trong cửa hàng với giá khoảng 7.000 gem đổ xuống. Tuy nhiên với cái giá tiền chỉ khoảng 7.000 gem, rẻ hơn gấp đôi so với lại con Ice Dragon mà bạn phải cần bỏ ra khoảng 20.000 gem để có thể sở hữu được, thì mình nghĩ là Donut Warrior có lẽ chỉ nằm ở hàng A là hợp lý rồi đúng không? Godfighter là một con unit Legendary và nó thật sự rất là xịn sò so với danh hiệu Legendary của nó. Bởi vì con unit này sở hữu cho mình một khả năng debuff cực kỳ chiến, khi nó sẽ khiến cho những mục tiêu bị nó tấn công nhận thêm 15% damage từ mọi nguồn. Và nhờ vậy mà nó đã trở thành một con support cực kỳ xịn sò trong bất kỳ chế độ chơi nào. Bởi vì bạn chỉ cần đặt nó ra thôi là hiệu ứng đã ngay lập tức được thực hiện, và những unit khác của bạn thì chỉ cần tấn công là tụi nó sẽ gây thêm 15% damage vào những mục tiêu này mà thôi. Cơ mà cái hạn chế duy nhất của con này đó chính là nó có đàm quá ít. Và thật sự thì chúng ta chỉ sử dụng nó bởi vì khả năng gây debuff 15% sát thương cho mục tiêu. Nên vì thế mà nếu như có một sự lựa chọn khác thì mình sẽ không tốn một slot cho con này, mà thay vào đó thì là con Pink Rockstar, cũng là một con xịn sò hơn thay vì con này. Vì dù gì thì Pink Rockstar cũng có thể buff thêm 20% damage cho các unit khác. Và kể từ sau bản cập nhật thứ 3 hay thứ 2 gì đó, admin đã bỏ qua cộng dồn cơ chế này. Nên vì thế mà mình nghĩ rằng cấp fighter có lẽ chỉ nên nằm ở hàng A mà thôi. Legend Veteran là một con unit hỗ trợ được vào game kể từ bản cập nhật thứ 3, và như chúng ta đều biết thì đó chính là con unit hỗ trợ thuộc dạng buff vô hạn nếu như biết cái chích lỗ của nó. Legend Veteran là một unit có đam khá là to và tất nhiên là không thể nào thấp bé như tụi Legendary được rồi. Nhưng mà điều đáng giá của cái con unit này không phải là cái đam to của nó, mà đó chính là khả năng buff tầm cực bá đạo lên đến 20% tầm của các unit khác. Và như mình đã nói thì nó là một con buff tầm vô hạn, nên nếu như bạn biết cách sử dụng nó, vì thế cho nên mà mình nghĩ rằng đem Legend Veteran vào game thì cứ như là team của bạn được đánh xa 20% nữa vậy. Đặc biệt là khi mà con unit có cái chuẩy bùi ai mà cộng thêm cái búp tầm này nữa thì coi như là con unit đó nó có thể đánh xa lên đến 45% tầm cơ bản của nó. Tưởng tượng một con unit có AOE toàn phần, có rank cỡ 40 mà lại còn được búp bùi ai lẫn Legend Veteran xem, chắc là không cần phải giải thích thì ai cũng đều thấy rằng nó thật sự rất là bá đạo đi đúng không? Cơ mà dù vậy thì bản thân mình cảm thấy là cái búp tầm này nó không thật sự ấn tượng cho lắm, vì dù có đánh xa mà đam yếu thì cũng vậy. Chưa kể đến là bản thân Legend Veteran với số lượng đam với đội đó của mình thì cũng chẳng có thể gây tác dụng mấy trong trận đấu ngoài việc búp tầm, cho nên là mình sẽ chỉ để Legend Veteran ở hạng B thôi nha. Legend Assassin cũng giống như con Legend Veteran mà mình đã nói ở trên thì Legend Assassin cũng là một unit hỗ trợ sẽ búp vô hạn chí mạng cho bạn nếu như bạn biết cách sử dụng chiếc lõ mà mình đã nói cho nó. Nhưng được cái là con Assassin này xịn hơn là con Veteran một chút ở chỗ chiêu của nó không phải là búp tầm mà là búp tỷ lệ chí mạng cho những unit xung quanh lên đến 30% tỷ lệ chí mạng. Và mình biết các bạn đang nghĩ gì, nếu sở hữu Legend Assassin trong team thì cả team của bạn coi như là đang có cho mình miễn phí một cái trade Critical 3 ở trong game, và tất cả mọi unit trong màn chơi đều sở hữu tỷ lệ chí mạng 30%. Và như chúng ta đều đã thấy thì Critical 3 có tỷ lệ ra chỉ 6%, điều này đã khẳng định rằng nó là một cái trade rất xịn và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách đại trà cho tất cả các unit trong team chỉ bằng việc đem một con Assassin vào game. Và đặc biệt là đam của Legend Assassin cũng không hề quá tệ, nên vì thế mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ để con unit này ở hạng S thì nó quá là hợp lý rồi đúng không? Shadow Dragon cũng là một trong những unit độc quyền, nhưng mà các bạn có thể nói là con unit độc quyền này nó là con unit độc quyền xịn nhất trong game. Và thực ra thì cho tới thời điểm hiện tại thì nó cũng là con unit lọt vào top những unit mạnh nhất trong game. Lý do là vì lượng đam mà nó sở hữu là cực kỳ khổng lồ. Và mặc dù được gọi là một unit hỗ trợ, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó như là một unit đam chính trong game, chứ chẳng cần phải hỗ trợ gì hết. Bên cạnh đó thì nó còn có khả năng buff 25% tầm đánh và 15% cooldown cho các unit đồng minh xung quanh. Chỉ riêng cái này thôi thì có thể nói rằng nó là một con unit hỗ trợ quá là tốt rồi. Nhưng mà với cái lượng đam khủng khiếp như vậy thì chắc chắn là cũng không cần phải kiếm con đam chính nào để đi với nó nữa đâu đúng không? Bởi vì bản thân con rồng này đã tự đủ mạnh rồi mà. Và với cái sức mạnh bá chủ đó thì tất nhiên con rồng này phải thuộc hàng của Ly thì mới vừa được. Chip of Eye, để mà nói thì Chip of Eye không mấy ấn tượng lắm đối với mình, bởi vì nó không phải đặt ra một phát là có thể đóng băng liền, và thực sự thì nó cũng quá là mắc cho một con unit chỉ có làm chậm là thế mạnh duy nhất. Còn đam thì cũng chẳng có bao nhiêu hết, vì thế cho nên ta không có lý do gì mà đem nó vào trong game cả. Mặc dù bạn có phải là người chơi lâu năm hay là chỉ mới chơi game thì việc sử dụng Chip of Eye có lẽ là hơi không cần thiết cho lắm. Vì thế cho nên ta sẽ để Chip of Eye ở hạng B thôi nha.
Demon King. Thành thật mà nói thì Demon King có vẻ giống như là một con unit đam chính hơn là một con unit hỗ trợ. Bởi vì đến tận level cuối sau khi evolve thì nó mới có thể gây hiệu ứng làm chậm lại mục tiêu của nó. Và với những người rất cần việc làm chậm các mục tiêu của họ thì Demon King chắc chắn là một con hỗ trợ khá là kém. Thực sự mà nói thì vai trò của nó không phải là hỗ trợ, mà việc làm chậm chỉ là một tính năng được thêm vào cho nó mà thôi. Lấy vì thế mà các bạn có thể thấy là Demon King làm đam chính thì nó thật tuyệt vời. Còn nếu để nó đi hỗ trợ thì rõ ràng là con Demon King chỉ nên nằm ở hàng C mà thôi. The Red Sorcerers. Cũng giống như con Demon King, Gojo phải evolve lên và cày full level thì mới có thể làm chậm được mọi mục tiêu của nó. Và như đã nói thì đây không phải là một con thuần hỗ trợ, mà nó chỉ mang tính năng đi kèm là làm chậm mục tiêu của mình. Tuy nhiên, điều thú vị là Gojo có đam AOE toàn phần và nó cũng có tầm đánh rất là cao. Nên vì vậy mà hạng của nó sẽ nằm cao hơn Demon King một tí là ở hạng B nha. Vì dù gì thì tụi mình cũng đang xét nó trên phương diện là một con unit hỗ trợ. Nên vì thế mà nếu để nó hạng S hay là Godly thì có lẽ là sẽ không hợp lý lắm nhỉ. Ice Mage. Ice Mage thì chắc là không cần phải nói gì nhiều rồi đúng không? Bởi vì bất kỳ ai mới chơi game cũng đều phải xài tới nó. Tại vì khả năng làm chậm của nó phải gọi là cực kỳ tuyệt vời. Nên vì thế mà chúng ta sẽ để Ice Mage ở hạng A. Đây là một cái hạng khá cao cho Ice Mage ở thời điểm hiện tại. Bởi vì một phần là do làm chậm của nó không được lâu cho lắm. Và ở thời điểm hiện tại thì việc kiếm những con unit làm chậm xịn sò hơn Ice Mage cũng khá là dễ. Nên vì thế mà ngôi vị siêu sao hỗ trợ của Ice Mage có lẽ không còn thuộc về nó nữa rồi. Kusnai. Kusnai đã từng là một con unit mạnh nhất trong game. Và cho đến thời điểm hiện tại thì ta vẫn có thể xem nó là một con unit hỗ trợ rất mạnh trong game. Lý do là vì Kusnai là một con unit có thể gây debuff cho mục tiêu, khiến cho tụi nó nhận thêm 15% sát thương sau mỗi đòn tấn công. Bên cạnh đó thì đây cũng là một con unit secret, nên đam của nó gây ra rất là lớn. Cộng với việc được debuff 15% đam sau mỗi đòn tấn công nữa. Nên vì thế mà lượng đam của Kusnai gây ra là vô cùng khổng lồ. Chính vì như vậy nên đây có thể được xem là một bản nâng cấp của Cut Fighter, xịn hơn rất nhiều và chắc chắn là với cái lượng đam to như thế thì dùng nó làm đam chính luôn cũng cực kỳ ổn. Vì thế cho nên mà chúng ta sẽ để Cut Knight ở vị trí hạng S trong danh sách siêu hỗ trợ này nha. Và cuối cùng chúng ta có con unit mạnh nhất trong game ở thời điểm hiện tại, đó là con Dragon Wizard. Con unit có thể gọi là gây mất cân bằng nhất game, vì đây là một unit hệ free to play, bạn phải chơi thì mới có thể có được nó. Một con unit có đam to, DPS cao, tầm rộng, đánh được dưới đất cả trên trời. Có thể bóp cho những unit thiêu đốt khác 50% sức mạnh, thiêu đốt gấp đôi số đam với tỷ lệ 50%. Một con unit phải gọi là hội tụ đủ những yếu tố mà bất kỳ người nào có tiền cũng đều sẽ phải bỏ ra để mà sở hữu nó. Vừa là một con unit đam chính, mà nó cũng có thể vừa hỗ trợ và tăng sức mạnh cho các unit xung quanh. Vì thế cho nên, ta không cần phải nói gì nhiều khi để con unit này nằm ở hàng Godly rồi đúng không? Không hổ danh là rồng, mấy con unit nào hệ rồng trong cái game này cũng được admin ưu ái quá mà. Và đó chính là bảng xếp hạng toàn bộ những unit hỗ trợ trong Anime Defender dựa trên ý kiến cá nhân của mình. Vì thế cho nên, nếu bạn có một ý kiến nào khác với mình thì hãy đừng ngần ngại mà để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.